Chào mừng các cậu đã quay trở lại với Way to Wear Anime. Qua hai video kết thúc anime năm 2021 và giới thiệu anime Đông 2022, đã có rất nhiều các cậu để lại bình luận về việc không thể tới nhắc đến JoJo phần 6. Thực ra là vì tớ muốn để dành hẳn một video để nói riêng về bộ anime này. Nếu các cậu không biết thì JoJo mùa 6 đã ra mắt, được quảng bá bởi Warner Bros. Japan và độc quyền phát sóng trên Netflix. Vào khoảng thời gian JoJo mới thông báo sẽ chuyển thể thành anime, nó đã gây ra một làn sóng trong cộng đồng fan JoJo và fan anime nói chung. Nhưng đến thời điểm bộ anime này được ra mắt thì nó lại như mất hút khỏi làng anime và nhiều bạn còn đang ví von rằng JoJo phần 6 là một quả bom xịt. Vậy tại sao nó lại khiến người xem nghĩ vậy? Việc đánh giá vội vàng có phải là đúng đắn? Vậy thì trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về JoJo mùa 6 nhé! Let's go! Nếu các cậu chưa biết gì về JoJo thì nó là một series anime được chuyển thể từ manga cùng tên bởi Araki Hirohiko, phát hành vào năm 1987 trên Shonen Jump, sau đó chuyển sang Ultra Jump. Hiện tại manga JoJo vừa kết thúc phần 8 JoJo Land và đang có kế hoạch tiếp tục phần 9 có tên là JoJo Land. Gần đây thì JoJo được tiếp cận với khán giả nhiều hơn thông qua Muse Việt Nam trên YouTube. Đối với anime thì đã đến phần 6 có tên là Stone Ocean và vừa ra mắt 12 tập anime có nội dung tương đương với arc đầu của tập truyện. Cũng như những phần trước thì lần này JoJo Stone Ocean vẫn được đảm nhận bởi David Production, studio đã làm những phần JoJo trước và có hoạt họa tương đối tròn vai. Tuy là ở phần 6 này thì nhìn Anasui cũng chả khác Diavolo là bao, thi thoảng biểu cảm nhân vật cũng hơi bị buồn cười. Nhưng không sao, đó là lý do chúng ta sinh ra JoJo meme để tận dụng sự hài hước này mà. Về phần âm nhạc tuy là không thể bằng các huyền thoại trước, nhưng không có nghĩa là không hay. Yếu tố nền như lồng tiếng thì tớ cũng không có gì phàn nàn, tất cả đều khá ổn. Nhưng điều khiến người xem nghĩ Stone Ocean không được như các phần trước thì xuất phát từ nhiều lý do khác nhau. Đầu tiên, đó là cách ra mắt các tập phim để tiếp cận đến khán giả. Một trong những nỗi niềm của fan anime mỗi lần xem anime theo mùa đó là sự chờ đợi. Chúng ta luôn phải đợi mỗi tuần để được xem một tập anime mới có độ dài 24 phút. Và đôi khi ta mất kiên nhẫn đến mức đợi bộ anime đó ra hết rồi mới xem, hoặc cách 2-3 tuần xem một lần. Điều này thì fan anime nào cũng đã trải qua rồi. Mỗi lần như vậy, chúng ta đều tự nhủ, ước gì nhà đài đăng hết cả mùa cùng một lúc, hay 5 tập liên tiếp để xem cho đã, không bị đứt quãng. Ocean Stone đã thực hiện điều ước đó rồi đấy. Bên phía phụ trách đã quyết định ra mắt hẳn 12 tập với nội dung là arc đầu tiên của bộ truyện, thế là không cần đợi hàng tuần mà có thể xem ngay và luôn. Sau đó đợi thêm vài tháng, lại có thêm các arc sau được lên sóng. Nghe thì có vẻ việc ra mắt nhiều tập cùng lúc thì không có gì ảnh hưởng, nhưng bằng một cách nào đó, nó đã khiến Stone Ocean mất sự thu hút. Không biết các cậu như thế nào, nhưng tớ rất thích cảm giác hào hứng chờ đợi một tập anime qua các tuần. Nó khiến tớ tò mò, muốn theo dõi, bám sát qua các tập để không bỏ lỡ một nội dung nào. Ngoài ra thì việc chờ đợi cũng giúp tớ định hình lại những sự kiện ở tập trước, dự đoán cho tập sau. Mà thực ra thì tớ cũng đọc hết manga rồi, nên việc dự đoán nội dung là không cần thiết. Cơ mà giả sử các cậu chỉ xem anime, không đọc manga, thì việc up một loạt 12 tập sẽ khiến người xem ít bàn luận, không cần phải ngồi suy nghĩ xem tập sau có gì mới, nhân vật nào sẽ xuất hiện, năng lực stand ra sao. Còn đối với những người đã biết nội dung như tớ, thì việc đăng cả loạt 12 tập sẽ khiến tớ lười xem. Đúng rồi, các cậu không nghe nhầm đâu, tớ thừa nhận rằng bản thân lười xem, vì nó đã lên một loạt 12 tập rồi, xem lúc nào chả được. Mình có cần phải hóng từng tập để đuổi kịp nội dung anime đâu. Vậy nên là tớ đã liên tục trì hoãn việc xem nó. Dù tớ đã cho Ocean Stone vào danh sách xem trên Netflix, nhưng thay vì để ý đến nó, tớ đi cày những bộ cũ hoặc xem các bộ mới. Việc chờ đợi anime giống như văn hóa của các fan vậy. Dù là đợi hàng tuần hay đợi phim ra hết mới xem, thì chúng ta cũng đã dành sự kiên nhẫn để mong chờ nó. Sau đó khi xem anime thì cảm giác thỏa mãn nó sẽ tăng lên gấp nhiều lần, vì lòng kiên nhẫn chúng ta bỏ ra đã nhận lại được thành quả xứng đáng. Ocean Stone up 12 tập cùng lúc thì coi như việc thỏa mãn khi xem cũng giảm đi một chút, không phải tự dưng chúng ta có câu chờ đợi là hạnh phúc. Ngoài ra việc nó phát sóng độc quyền trên Netflix cũng khiến nó khó tiếp cận với khán giả hơn. Rồi tớ biết, Việt Nam mình thì web lậu nhàn nhàn, có gì mà không tiếp cận được. Nhưng JoJo mùa 6 có hai lịch phát sóng. Nó được ra mắt trên Netflix từ mùng 1 tháng 8 năm 2021, nhưng phải đến tháng 1 năm 2022 thì mới phát sóng trên truyền hình Nhật Bản. Với lịch ra mắt như vậy, sẽ khiến thời gian khán giả tiếp cận với phim bị gián đoạn. Tiếp theo, một trong những lý do mà tớ nghĩ là đóng vai trò lớn nhất trong việc Stone Ocean không bằng các phần trước, đó là nội dung cốt truyện. Nào nào, các bạn fan hãy bình tĩnh nghe tớ giải thích. Ý tớ ở đây không hề nói phần 6 không hay, nhưng tính trên mặt bằng của tất cả các phần thì phần 6 được cho là có cốt truyện bị chỉnh sửa khá nhiều. Netflix đã đẩy nhanh tiến độ để các phần phim đăng tải lên có thể bao trọn cả một arc. Kể cả xét về mặt manga
thì theo các fan quốc tế, phần 6 có cốt truyện kém thu hút nhất. Không biết các bạn fan Việt Nam như nào, nhưng cá nhân tớ đọc JoJo thì đúng là phần 6 có kém cạnh hơn những phần trước một chút. Thứ nhất là về cách xây dựng năng lực của nhân vật trung tâm Jolene. Kể từ khi bước vào phần Stand thì các nhân vật trung tâm đều sở hữu những năng lực khá đặc biệt. Jotaro thì mạnh áp đảo về mặt vật lý, Josuke thì ngoài đánh đấm, còn bonus thêm sắp xếp lại cấu trúc của vật bị tác động. Jono thì có Golden Experience Requiem. Stand khiến nhiều fan phải bàn luận, tranh cãi vì có năng lực quá đặc biệt. Khác với những người đàn ông nhà Joestar thì Jolene ít đánh đấm hơn. Và việc Stan có năng lực là dây bị cho là thiếu thú vị. Dù tôi thấy nó cũng khá hay vì tính năng của Stan khá linh hoạt, nhưng nó ít gây bàn luận vì năng lực rõ ràng hơn so với Stan của các đàn anh. Đối với các bạn chỉ xem anime thì nên tua qua đoạn này khoảng 2-3 phút. Một trong những lý do mà các fan kỳ cựu không thích phần 6 cho lắm đó là Jotaro yếu hơn so với ở phần trước. Nói ra thì nó cũng như Naruto và Boruto vậy, thế hệ cha anh thì thọt đi để thế hệ con cháu mạnh lên. Nhưng kể cả vậy thì kế hoạch của Bucci vẫn thành công và Jotaro thì mất mạng. Một người từ được fan yêu quý và mệnh danh là có stand rất mạnh thì lại trở nên yếu đuối trong phần 6. Ngoài ra thì trong 12 tập anime đầu chưa được tính là cao trào của phim, tức là chưa có quá nhiều nội dung để bàn luận. Mà theo tớ, twist lớn nhất thì là quá khứ của Weather Report. Đúng là bất ngờ thật và đó cũng là điểm hay nhất của phim. Vậy nên chỉ với nội dung của 12 tập thì chưa có gì để bàn luận. Fan cứ âm thầm xem rồi đợi khi nào đến đoạn cao trào thì mới bàn tán rầm rộ. Hiện tại chủ yếu vẫn chỉ xoay quanh cuộc hành trình cứu cha của Jolene sau khi đã bị ngắt giữa chừng để chờ mấy ác bí ẩn đằng sau. Với lại theo những gì tớ thấy ở những phần trước thì chỉ sau khi JoJo kết thúc một phần thì độ bàn tán của nó mới nổi trội, còn trong thời gian chiếu thì cũng tạm tạm. Chắc tại lúc đó fan chưa có thời gian xem lại để soi mim trong phim đấy. Nhưng theo tớ thì Stone Ocean vẫn rất đáng được kỳ vọng, mà nói thật thì phần 5 cũng khá hay, nên nếu để nói phần 6 có đuổi kịp hay không thì có lẽ là hơi khó nói. Mà theo fan nước ngoài dự đoán thì việc đẩy nhanh tiến độ sẽ khiến anime bị cắt hoặc lướt qua nhiều chi tiết trong truyện. Nên là tớ mong rằng bên đội ngũ sản xuất sẽ đẩy nhanh vừa đủ, chứ JoJo mà cắt nhiều thì khá khó hiểu. Vì là bộ anime chưa kết thúc nên rất khó để đánh giá nó có phải là một quả bom xịn hay không. Cũng có rất nhiều fan lật kèo từ những bộ anime năm ngoái như Tales of Destiny với Miruko-chan chẳng hạn. Nếu bám sát nội dung và làm nổi bật đúng điểm hay của câu chuyện thì khi kết thúc, JoJo phần 6 chắc chắn sẽ không bị nói là một quả bom xịn đâu. Vậy nên là các fan đừng quá lo lắng. Tuy là gặp những khó khăn nhỏ về quá trình để anime tiếp cận người xem, cũng là việc 12 tập đầu chưa nổi bật được câu chuyện. Nhưng nếu đi đường dài thì Ocean Stone sẽ nổi bật không kém các bộ anime cùng mùa. Nên nhớ là bộ anime này chưa kết thúc và chưa thể đánh giá ngay được. Có các cậu nghĩ sao về bộ anime này? Các cậu đã có thời gian trải nghiệm nó chưa? Hãy để lại bình luận ý kiến của mình ở phía dưới. Đừng quên like, share và để lại một subscribe cho Way2Way Anime để chờ đón video tiếp theo của chúng tớ. Còn giờ thì Way2Way out!